Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Oppa cũng đã có được cho mình cùng với đồng đội của mình. Có lẽ là con sông đầu tiên hay không? Nhưng cuối cùng sao? Con sông đầu tiên có được cho mình con sông và con cuốn sức phá được chính của Sonica. NDZ kéo lại một game đấu cho Bóc Kê Minh với pha hạ gục hai thành viên của Sài Gòn Phantom. NDZ trái với những sự nhận định của tôi lại đang có được rất nhiều điểm hạ gục. NDZ có điểm hạ gục thứ 10. NDZ vẫn đang tiếp tục tìm mục tiêu. Đồng Nam là mục tiêu gần nhất. Double kill thuộc về NDZ. Pha combo xuất sắc của bộ ba Bâng, Đồng, Lạc đã giúp cho Sài Gòn Phantom phá vỡ được thế bế tắc và một cú double kill cho Lai Bâng. Cục producer Tuấn Beo nói rằng là Tuấn Beo cũng hay nhầm. Bắn vào ra tay thực kỳ rất đẹp mắt và cú khiêm kỳ lý kích đó khiến cho Ara bốc hơi. Một tình huống mà Bâng đã hóa giải được thế đánh kiểm soát vô cùng khó chịu được tạo ra đến từ Box Gaming. Pha thi đấu này đã chứng minh tại sao mọi đối thủ đều phải dè chừng với Omen cùng 100% tỷ lệ thắng của Đồng Nam. Ara chạy đâu bây giờ? Đồng Nam bị giữ lại, đó là một cú vĩnh hằng. Akashi đang giữ lại anh ta, Akashi tốc tiến với chiêu cuối của mình. Ara lao đến với bão phi tiêu nhưng bị nhốt lại với cái sát vực của Đồng Nam. Đồng Nam tẩu thoát được. Sử dụng pháo thần công hợp lý, Red có được triple kill ngay trong những phút đầu tiên của trận đấu. Oppa, nhưng Oppa cũng đã có được cho mình cùng với đồng đội của mình. Có đủ bạn đầu tiên không? Nhưng cuối cùng sao? Không phải là những người có được cho mình con sâu và con cuốn sức phá được chính của Sonica. First thing you, tại bên phía Phantom, Red hủy diệt đối phương. NDZ thì ba người bên là bản số và qua đó thì mặc dù bên phía của Bóc Kê Minh có đầy đủ thành viên trước nhưng cuối cùng thì đội tuyển lùa họ, lại là đội tuyển có được con rồng này. Akashi bị cô lập lại, không còn Akashi nữa và đó là đại thắng cho Sài Gòn Phantom ở ngay những phút thi đấu đầu tiên của mình. Pha giữ vị trí hoàn hảo của Cafeni trong tay Red đã giúp cho Sài Gòn Phantom hủy diệt đội hình đối thủ và kết thúc bản đấu nhanh chóng. Đang có PDA là rất đẹp nhưng sự ảnh hưởng của NDZ lên lối chơi chung chưa phải được quá nhiều. Một lần nữa khóa vào vị trí Đồng Nam và đây là Đồng Nam đang lao vào với bao vị trí, anh ta bị hủy diệt bởi cú bắn của Red rồi và Red vẫn đang được bắn trong tù này nhưng anh ta bị áp sát bởi NDZ. Red bắn cả NDZ. Red vẫn đang bắn. Red tiến lên, Red bắn vào Akashi. Red vẫn còn rất đầy máu. Và đây sẽ là thắng lợi mở màn dành cho Sài Gòn Phantom ở trong trận chung kết này. Like ngay fanpage Cao Thủy Liên Quân và subscribe kênh Liên Quân Mobile Esports Garena để cập nhật những tin tức mới nhất và những trận đấu esports đỉnh cao của đấu trường danh vọng mùa đông 2020 và các giải đấu Liên Quân trên toàn thế giới.